À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có các bạn sinh viên, các nhà đầu tư nhắn tin liên tục hỏi mình cách mà để xuất cái file bản đồ địa chính dạng kép lên Google Earth để xem cho dễ, mà không biết mấy ngày nay YouTube với TikTok của mình lên xu hướng hay sao gì đó mà nhắn tin gọi liên tục. Thì trả lời câu hỏi của các bạn thì tôi xin hướng dẫn như sau. Đầu tiên ta mở file kép bản đồ địa chính này, năm 2021 này. Ta mở sẵn nha, tại file nó hơi nặng này, nè, packet này, đó, kết. Như vậy bắt đầu chính dạng kép nha, rồi sau đó ta làm cho nó gọn ghẽ sạch sẽ là nha, để chừa lại số tờ, số thửa, diện tích và lai thôi nha, lai đường với lai thửa thôi nha, rồi, đó. Ta mở hát cái tầng 64 này, là dùng cái packet sức nhờ hát cái tầng nha, đó. Rồi ta mở cái đường dẫn tới nha. Đó. Rồi, kết này. Đây, cái này của Tây Ninh nha. Tây Ninh tao đợi Tây Ninh nha, tao bấm chuyển nè. Đó. Là tự động mở bắt đầu vào bến luôn nha. Chạy đến cái vị trí mà mình cần sức luôn nha. Rồi, mình tắt này đi. Nha, các bạn thấy không? Chạy trực tiếp tới nơi luôn nè. Đó. Thấy không? Thấy rõ hai rồi, tới nơi luôn thấy không? Đó. Thấy không? Thấy tới nơi không? Hiện rõ luôn nè. Ranh rõ ràng luôn. Nó thấy trực tiếp vị trí luôn nè. Rồi. À, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn thực hành và mua bán rất thành công nha.